Ô tô của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy. Ca sĩ Duy Mạnh cho biết chiếc xe Mercedes 4 chỗ đậu ở hầm chung cư anh sống tại thành phố Thủ Đức đột ngột bốc cháy tối ngày 15 tháng 2. Theo Duy Mạnh, ô tô của anh tự bốc cháy lúc 22 giờ. Thời điểm này, ca sĩ đang đi diễn tại thành phố Đà Nẵng thì nhận được cuộc gọi thông báo từ vợ. Vợ anh cũng được báo lại sự việc từ một người hàng xóm. Xuống hầm và thấy ô tô bốc cháy, vợ tôi tri hô, nhờ hàng xóm ở chung cư dùng bình cứu hỏa mini khống chế và dập tắt ngọn lửa phát ra ở nắp capo. Ban đầu, ngọn lửa cháy to được dập tắt, nhưng sau đó lại bùng lên trở lại. Sau vài phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tôi thấy may vì vụ cháy không bị lan rộng ra cả bãi xe hay tòa nhà, ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe của dân cư, Duy Mạnh nói với Ngôi Sao, chiều ngày 16 tháng 2. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen cho biết, chưa rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Chiếc xe bị hư hỏng và đang được công an niêm phong để điều tra nguyên nhân cháy. Phía bảo hiểm và đại diện hãng xe cũng tới hiện trường để xử lý vụ việc. Duy Mạnh sinh năm 1975 tại Hải Phòng, nổi tiếng với một số ca khúc như Tình Em Là Đại Dương, Kiếp Đỏ Đen, Hãy Về Đây Bên Anh.